Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 12. Cô rất vui hôm nay được gặp các em trong cái tiết học này. Và trước hết, để đi vào cái bài học ngày hôm nay, cô mời các em xem một số hình ảnh sau đây. Các em xem và các em đoán xem đó là sự kiện lịch sử nào. Mời các em xem các hình ảnh thứ nhất. Đây là hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ ba, hình ảnh thứ tư và hình ảnh cuối cùng. Nhìn các hình ảnh này thì các em nghĩ tới sự kiện lịch sử nào? Ở đâu? Hình ảnh thứ nhất chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm của tướng De Gasperi. Đây là hình ảnh nói đến sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ. Hình ảnh thứ hai là cái cuộc họp hội nghị Geneva diễn ra ở nước Pháp sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ của chúng ta thắng lợi. Hình ảnh thứ ba là sự kiện Trung ương Đảng Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội sau chiến thắng. Hình ảnh này, hai hình ảnh này chính là hai cái địa danh rất là nổi tiếng ở Việt Bắc, đó là núi Các Mác và suối Lenin. Nơi đây chính là căn cứ địa cách mạng Việt Bắc. Như thế chúng ta có thể thấy qua các hình ảnh này thì liên quan đến một cái sự kiện lịch sử rất là nổi tiếng, đó là sau chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi thì Trung ương Đảng Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng. Sự kiện lịch sử ấy chính là một nguồn cảm hứng lớn để Tố Hữu viết lên bài thơ Việt Bắc vô cùng nổi tiếng. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói như thế này: tôi phải lòng nhân dân mình, đất nước mình, viết về nhân dân mình, đất nước mình, tôi như đang viết về người đàn bà mình yêu. Có lẽ cái tình yêu đối với đất nước, với nhân dân ấy đã tạo nguồn cảm hứng dạt dào để Tố Hữu viết lên những trang thơ từng làm lay động bao trái tim người đọc. Và một trong những bài thơ xuất sắc như thế chắc chắn không thể không nhắc tới bài thơ Việt Bắc mà hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu. Trước hết, cô xin mời các em mở sách giáo khoa trang 1509 ra. Cô xin giới thiệu về cái bố cục của bài giảng ngày hôm nay. Bố cục bài giảng của cô gồm hai phần lớn. Phần thứ nhất là phần tìm hiểu chung. Chúng ta sẽ đi một vài nét về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác, về kết cấu bài thơ, về vị trí của đoạn thơ, chủ đề và bố cục của đoạn thơ. Phần thứ hai là phần đọc hiểu chi tiết. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 20 câu thơ đầu, chia làm hai nội dung. 8 câu đầu là một khúc dạo đầu của buổi chia ly và 12 câu tiếp, tức là lời ướm hỏi của người ở lại. Trước hết chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung. Ở phần tác giả thì trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 chúng ta đã tìm hiểu bài thơ Từ Ấy của tác giả Tố Hữu. Và chúng ta cũng đã nắm được Tố Hữu được coi là lá cờ đầu, là cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại. Thơ ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất truyền thống và chất hiện đại, thơ cách mạng, trữ chính trị nhưng mà lại rất đỗi trữ tình, đỗi ngọt ngào, thương mến. Và sự nghiệp thơ ca của cách mạng của Tố Hữu thì gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Các cái tập thơ của Tố Hữu phản ánh một cách chân thật những cái chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhiều mất mát hy sinh nhưng cũng đầy thắng lợi vẻ vang. Và đây là chân dung của nhà thơ Tố Hữu năm 17 tuổi, năm 20 tuổi. Đây là cái giai đoạn mà Tố Hữu giác ngộ lý tưởng cách mạng. 18 tuổi ông được vào Đảng Cộng sản Việt Nam và từ đó ông gắn bó cuộc đời của mình
Đó, thơ ca của ông ấy phản ánh chân thật lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tố Hữu sinh năm 1920 và mất năm 2002. Đấy là một vài nét về tác giả mà cô điểm qua với các em. Cái này thì chúng ta không ghi vì chúng ta đã nắm được rồi. Ở đây cô muốn nhắc lại về cái hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Bài thơ này ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt của lịch sử dân tộc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, và tháng 10 năm 1954 thì các cơ quan trung ương của Đảng và chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Và nhân cái sự kiện lịch thời sự trọng đại này thì Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc để thể hiện cái tình nghĩa sâu nặng của những người cán bộ chiến sĩ về xuôi về với quê hương cách mạng. Đấy là một vài nét về hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chung của bài thơ này. Bài thơ này gồm có 150 câu thơ lục bát và được chia làm hai phần. 90 câu đầu chính là tình cảm thủy chung son sắt của người cán bộ về xuôi với quê hương cách mạng thông qua nỗi nhớ xa diết. Và 60 câu thơ sau chính là sự gắn bó giữa miền ngược với miền xuôi và ước mơ về một Việt Bắc sẽ được xây dựng trong tương lai. Về bài thơ, chúng ta có thể thấy được viết theo kiểu đối đáp giữa nam nữ, phỏng theo cái lối hát giao duyên của dân ca. Đấy là một cái nét rất là đặc biệt của bài thơ, làm cho bài thơ này nó mang cái tính chất truyền thống, rất phù hợp với dân ca. Về vị trí của cái bài thơ này, đoạn thơ này thì chúng ta biết là nó nằm ở cái phần đầu và thuộc 90 câu đầu của bài như cô đã giới thiệu. Chủ đề của bài thơ như ta biết xuất phát từ cái hoàn cảnh lịch sử đặc biệt đó. Chúng ta có thể thấy chủ đề cảm hứng chủ đạo của bài thơ này chính là nỗi nhớ da diết của người cán bộ cách mạng với cảnh và người Việt Bắc. Và bố cục của đoạn thơ chúng ta phân tích gồm có hai phần. Phần 1 gồm 20 câu thơ đầu, đấy là cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa cán bộ cách mạng với người dân Việt Bắc. Và phần thứ hai, phần còn lại chính là nỗi nhớ của người về xuôi với núi rừng, với con người Việt Bắc, nhớ cuộc kháng chiến gian khổ và hào hùng. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn nhớ thương của kẻ ở và người đi trong 8 câu thơ đầu. 4 câu thơ đầu chính là lời hỏi một. Như vậy cô đánh lời hỏi một ở đây bởi vì trong cái đoạn trích này, cái phần in nghiêng ấy, các em nhìn vào trong sách giáo khoa, phần in nghiêng chính là lời hỏi của người ở lại, tức là của người dân Việt Bắc. Và phần chữ thẳng đứng chính là phần câu trả lời và lời đáp của người cán bộ cách mạng. Thì ở trong cái phần in nghiêng ấy, chúng ta thấy có hai đoạn in nghiêng thì nó tương ứng với hai cái lời hỏi của người ở lại. Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu lời hỏi thứ nhất, nỗi niềm của người ở lại, tức là của người dân Việt Bắc. Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Đây chính là cái câu hỏi của người ở lại dành cho người ra đi. Và trong cái câu hỏi này thì chúng ta thấy được những cái nỗi niềm gì của người ở lại. Trước hết, chúng ta thấy được cái sự gắn bó nồng đượm, thắm thiết. Nó thể hiện qua cái cách xưng hô mình và ta. Một cái xưng hô nó vừa quen lại vừa lạ. Quen là bởi vì ta đã bắt gặp cái cách xưng hô này rất nhiều trong ca dao. Cách xưng hô này nó thể hiện cái tình cảm riêng tư, tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng. Ví dụ như mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta để câu thơ. Hay là mình bảo với ta mình hãy còn son, ta đi ngang ngõ thấy con mình bò, con mình trấu cùng tro, ta đi gánh nước tắm cho con mình.
con mình vừa đẹp vừa xinh, một nửa giống mình, một nửa giống ta. Hay là trong cách xưng hô hàng ngày của vợ chồng thì người ta cũng xưng hô mình, ta và mình. Đấy là cái cách xưng hô mà thể hiện cái tình cảm rất là sâu nặng của tình yêu đôi lứa, của tình cảm vợ chồng. Nhưng mà cái điều lạ ở đây là chúng ta lại thấy Tố Hữu không dùng cái đại từ mình và ta để chỉ cái tình cảm riêng tư, tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng, mà vào thơ Tố Hữu thì cách xưng hô này lại chỉ cái tình cảm mang tính chất cộng đồng của nhân dân. Như vậy chúng ta có thể thấy cái tình cảm giữa người cán bộ, người Việt Bắc với người cán bộ cách mạng thể hiện qua cái cách xưng hô ấy, nó ngọt ngào, đầy yêu thương, nghĩa nặng và tình sâu, như là tình yêu đôi lứa, như là tình nghĩa vợ chồng. Đó là cái điểm thứ nhất trong cái nỗi niềm và tấm lòng của người lạ. Và trong cái câu hỏi này chúng ta cũng bắt gặp cái sự băn khoăn và e ngại. Cái sự băn khoăn e ngại của người ở lại nó được thể hiện qua cái điệp ngữ mình về mình có nhớ, mình về mình có nhớ. Cái êm điệu này rất là dây dứt, là băn khoăn. Tại sao không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ để cho người ở lại trong cái cuộc chia tay ấy lên tiếng trước? Bởi lẽ thường thì trong một cuộc chia tay nào cũng thế, cái người ở lại vẫn là người thắc thỏm, người âu lo, người băn khoăn nhiều nhất về cái sự, về cái tình cảm của người ra đi. Và ở đây chúng ta biết là những người ra đi này là đi từ Việt Bắc, từ cái nơi gian khó, từ cái thủ đô gió ngàn để về Hà Nội, về cái chốn phồn hoa. Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, cuộc sống thay đổi, môi trường sống thay đổi, biết đâu lòng người cũng sẽ đổi thay. Đó, vì chúng ta đã bắt gặp được cái sự đổi thay của con người trong cái hoàn cảnh từ chiến tranh sang hòa bình qua cái bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy mà chúng ta học ở lớp 9 ấy. Đó, thì cái hồi nhỏ sống ở rừng, với sông và với bể thì thấy cái ánh trăng rất là gần gũi như là người bạn. Nhưng mà sau này lớn lên lên thành phố thì thấy ánh trăng như một người dưng qua đường. Cho nên đấy là một cái điều mà có thể nói là một cái tâm lý rất dễ hiểu. Và cái e ngại, cái lo lắng, cái băn khoăn rằng liệu người đi có quên mình không của người ở lại là một điều rất là phù hợp với quy luật tâm lý. Và những cái câu hỏi này còn gợi nhắc những kỷ niệm nhắn nhủ người ra đi mình quên, không quên. Bốn câu thơ là hai câu hỏi. Chúng ta thấy câu hỏi thứ nhất gợi nhắc đến thời gian 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Thời gian ở đây không phải được tính bằng ngày, tháng, năm. 15 năm nếu tính theo thời gian lịch sử, đó là mốc từ 1940 khi chiến khu Việt Bắc được thành lập và đến nay, là đến thời điểm diễn ra cuộc chia ly này, đấy là 1954, tức là một cái thời gian gắn bó rất là lâu. Đây là cuộc chia tay của những người mà có một cái quãng thời gian 15 năm gắn bó. Như vậy, ở trong cái đoạn thơ này, trong cái câu thơ này, thì người ở lại đã không đo, không tính cái khoảng thời gian ấy bằng các sự kiện lịch sử, bằng ngày, tháng, năm, mà bằng những thiết tha mặn nồng. 15 năm là thời gian của nghĩa tình, thời gian gắn bó. 15 năm là một chặng đường dài với biết bao nhiêu kỷ niệm ân tình cùng sẻ chia mọi cay đắng ngọt bùi. Và ở câu hỏi thứ hai, chúng ta thấy nhà thơ nhắc đến các cái hình ảnh gợi không gian. Hình ảnh cây, núi, sông, nguồn. Đây là cái cặp hình ảnh gắn liền nhau, không thể tách rời. Về với thủ đô, nhìn thấy cây có nhớ núi. Về với thủ đô, nhìn thấy sông có nhớ nguồn. Không gian Việt Bắc được mở ra bằng hai hình ảnh, núi và nguồn. Và trong tâm thức của người Việt chúng ta thì đây là hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng cho cội nguồn. Hình ảnh này nó còn chỉ cái tình cảm keo sơn gắn bó thủy chung son sắt giữa người Việt Bắc và người về xuôi, bởi vì đó là những hình ảnh không tách rời nhau.
Và hình ảnh này cũng là hình ảnh tiêu biểu cho núi rừng Việt Bắc. Cho nên nói đến hình ảnh này, nhắc đến hình ảnh không gian này, dường như người ở lại muốn chắc nhắn nhủ người ra đi, dù có về với thủ đô, nhưng hãy luôn nhớ về Việt Bắc, nhớ tới cái nôi cách mạng để không thay lòng đổi dạ. Đấy là bốn cái câu hỏi đầu của người ở lại dành cho người ra đi. Nó thể hiện được cái nỗi niềm, nó thể hiện được cái tâm trạng của người ở lại và đáp lại cái nỗi lòng của người ở lại, thì người ra đi đã đáp lời, người đáp một, thể hiện cái tình cảm, cái nỗi lòng của người đi như thế nào. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thứ nhất, người ra đi đồng cảm với nỗi lòng của người ở lại. Ở đây chúng ta bắt gặp một sự hô ứng về ngôn từ. Nếu người ra đi hỏi 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình có nhớ 15 năm ấy không? Thì người ra đi đáp lời tiếng ai tha thiết bên cồn. Thiết tha, tha thiết là một sự đồng vọng, thể hiện sự đồng điệu, hòa chung nhịp lòng giữa người ra đi và người ở lại. Như vậy rõ ràng trong nỗi lòng của người ra đi có một cái sự đồng cảm với cái nỗi niềm của người ở lại. Cái thứ hai chúng ta có thể thấy được trong cái câu trả lời của người ra đi, rất nhiều cảm xúc đan xen nhau. Các từ lấy tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn trong hai câu, trong bốn câu thơ, nó gợi tả được một cách chính xác không khí và tâm trạng lúc chia tay. Nó vừa lưu luyến nhớ thương, vừa mong ngóng nôn nao, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Tại sao lại có nhiều cảm xúc đan xen như thế? Lưu luyến nhớ thương bởi vì phải dã từ cái nơi mà mình đã gắn bó 15 năm với biết bao kỷ niệm, với biết bao ân tình, nghĩa tình sâu nặng. Mong ngóng nôn nao bởi vì mình sắp được trở về thủ đô, sắp được trở về ở nơi mà mình đã sinh ra. Cho nên có thể nói ở trong này chúng ta thấy có những cảm xúc đan xen, và có cả niềm vui nhưng cũng có cái nỗi lo. Vui vì miền Bắc đã được giải phóng, nhưng lo lắng vì công việc phía trước còn bộn bề, và cả một cái nỗi niềm trăn trở làm thế nào để trả nghĩa, để tri ân, để sống xứng đáng với tình nghĩa, tình cảm sâu nặng của đồng bào Việt Bắc đã cư mang chở che cho mình suốt thời gian kháng chiến. Câu thơ có 8 chữ thì hai từ lấy đã diễn tả được cái tâm trạng này. Nó như những vòng xoáy của cảm xúc, tâm hồn đang lan tỏa trong lòng của người ra đi. Và trong bốn câu thơ đáp lời, chúng ta lại thấy được cả một cái sự bịn rịn, lưu luyến của người đi. Hình ảnh áo chàm được nhà thơ sử dụng một cách hết sức tinh tế. Xuất hiện trong cuộc chia tay này, chiếc áo từ lâu đã trở thành một cái vật chia ly. Chiếc áo đã mang tâm tình lưu luyến biện rịn, giúp người đi và kẻ, giữa người đi và kẻ ở. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ. Hay là trong đoạn thơ Thúc Sinh Từ Biệt Thúy Kiều của Nguyễn Du, nhà thơ cũng đã viết người lên ngựa, kẻ chia bào. Cái hình ảnh buông áo, rời áo, nó thể hiện một cái sự quyến luyến, một sự bịn rịn giữa kẻ ở và người đi. Và với việc sử dụng cái hình ảnh áo chàm, tác giả như đã gọi về biết bao nhiêu lưu luyến của biết bao nhiêu cuộc chia tay. Và điều quan trọng hơn là áo chàm còn là một sắc áo rất đặc trưng, rất quen thuộc của đồng bào Việt Bắc. Cái màu áo chàm bền đậm ấy, cái màu nâu ấy, màu của đất, màu rất là chặt, bền, dường như không phai. Nó gợi nhắc, gợi nhớ đến tình nghĩa thủy chung son sắt. Như vậy, hình ảnh áo chàm là một khoán dụ chỉ đồng bào Việt Bắc, những con người giản dị mà nghĩa tình chân thành. Nó vừa gợi sự lưu luyến, lại vừa nhắc đến sự thủy chung son sắt. Và ở trong cái câu thơ cuối cùng,
cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Chúng ta có thể thấy không phải không có gì để nói, mà dường như là quá xúc động nên nghẹn ngào không nói được thành lời. Có những lúc nói không nói gì nhưng lại nói rất nhiều. Có những lúc vô thanh lại thắng hữu thanh. Chúng ta có thể thấy không nói nhưng mà ghi lòng tạc dạ, sắt son không thể nào quên. Và đặc biệt ở trong câu thơ này, chúng ta thấy có cái dấu ba chấm, dấu chấm lửng ở cuối câu. Dấu chấm lửng này dường như diễn đạt là có rất nhiều điều để nói, để diễn tả. Và đặc biệt ở trong cái câu thơ này, chúng ta thấy một cái cách ngắt nhịp hết sức là đặc biệt, rất là khác thường. Thường là trong thơ bát thì người ta ngắt nhịp chẵn, nhưng ở đây nhịp thơ ngắt là 3-3-2. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, ngắt quãng, ngập ngừng. Nó diễn tả một cách rất là đắt cái sự xúc động, cái sự bâng khuâng trong cái nỗi lòng của người lại người ra đi. Đấy là một cái khoảng trống, một khoảng lặng đầy lưu luyến, đầy quyến luyến. Như vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu 8 cái câu thơ đầu. Đấy là một khúc dạo đầu đầy lưu luyến, đầy bịn rịn, đầy nhớ thương giữa kẻ ở và người đi. Và ở đoạn thơ tiếp theo thì chúng ta thấy nhà thơ để cho người ở Việt Bắc, người ở lại tiếp tục hỏi người ra đi. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Mình về rừng núi nhớ ai, tráng mùi để rụng, măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về có nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuở còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình, tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Chúng ta xem một số các hình ảnh về suối, nguồn, về những hình ảnh đặc trưng của người dân Việt Bắc mà được nhắc đến ở trong cái đoạn thơ này. Đấy là hình ảnh suối. Đó, những cái con suối rất là êm đềm, nhưng cũng có những cái lúc mà ngày lũ thì nó rất là dữ dội. Hình ảnh gắn bó của người dân Việt Bắc đối với cán bộ cách mạng. Đấy là hình ảnh tráng bùi mang măng mai, và hình ảnh những cái địa danh rất là nổi tiếng, địa danh lịch sử, mái đình hồng thái, cây đa tân trào. Ở trong 12 câu thơ này thì chúng ta thấy được chia làm hai cái kiểu câu. Ở những câu lục, chúng ta thấy cái phần mà cô in màu đỏ đấy là những câu hỏi tỏ bày căn dặn của người ở lại dành cho người đi. Mình đi có nhớ, mình về có nhớ, mình về còn nhớ, mình đi mình có nhớ. Những cái câu hỏi nó khắc khoải, nó da diết, nó như là một cái lời bày tỏ cái niềm mong mỏi rằng là người đi đừng quên, đừng bao giờ quên kỷ niệm kháng chiến. Nó diễn tả một cái dòng cảm xúc dâng trào, nỗi niềm day dứt khôn nguôi của người ở lại, và thể hiện một cái tình cảm vô cùng chân thành, vô cùng sâu sắc của đồng bào Việt Bắc dành cho người cán bộ cách mạng về xuôi. Và những cái câu bát ở trong đoạn thơ này là lời của Việt Bắc khơi gợi về những kỷ niệm kháng chiến. Đó là những ngày đầu cuộc kháng chiến nơi núi rừng hoang sơ hùng vĩ, với mưa nguồn suối lũ mây mù, thiên nhiên thời tiết vô cùng khắc nghiệt, như muốn thử thách ý chí của con người. Và đấy là cái gian khổ khó khăn, cơm chấm muối, đó là ý chí và lòng căm thù, mối thù nặng vai. Và đặc biệt là hình ảnh tráng bùi để rụng, măng mai để già. Người cán bộ về xuôi khiến rừng núi nhớ, tráng rụng không ai nhặt, măng mai già không ai hái.
chúng ta có thể thấy nhà thơ đã dùng cái thừa để nói cái thiếu, trám và măng. Không ai dùng đến, không ai đụng đến để nói cái thiếu. Đấy là cái sự trống vắng, cái sự trống trải không thể bù đắp được của người dân Việt Bắc, của núi rừng Việt Bắc khi thiếu vắng những cái người cán bộ cách mạng. Và đặc biệt ở trong câu thơ này, rừng núi nhớ ai, cái nghệ thuật nhân hóa đấy làm cho cái núi nhớ, ta có cảm giác như nó lan tỏa vào trong cỏ cây, trong không gian, trong núi rừng Việt Bắc. Dường như không chỉ có con người mà cả núi rừng Việt Bắc cũng thương nhớ cái người ra đi. Nói như vậy để thấy rằng cái tình nghĩa của cái người ở lại của núi rừng Việt Bắc đối với người cán bộ cách mạng về xuôi, nó sâu đậm, nó nặng nghĩa, nặng tình đến như thế nào. Và người Việt Bắc còn nhắc nhớ cho người ra đi, nhớ về con người Việt Bắc, những con người gian khổ, nghèo khó nhưng đậm đà lòng son. Hắt hiu mình đi, mình có những nhà hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Ở trong câu thơ này chúng ta thấy một cái phép đối rất là rõ, hắt hiu và đậm đà, một bên là thưa thớt, một bên là sâu đậm, rất là nặng nghĩa nặng tình. Dù là cuộc sống gian khó, đấy là lau xám những cái ngôi nhà bé nhỏ, thấp bé nhỏ và nghèo nàn, thế nhưng mà ở đấy đậm đà lòng son, tức là đậm tình cảm, đậm đà cái tình cảm sắt son thủy chung không phai nhạt. Và nhớ về Việt Bắc là nhớ về những cái ngày kháng chiến chống Nhật với Việt Minh, nhớ những cái địa danh cụ thể của núi rừng Việt Bắc, đó là những địa danh đã đi vào lịch sử như cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái, v.v. Như vậy có thể nói là 20 câu thơ đầu đã thể hiện được một cái tình cảm lưu luyến, mịn rịn, một cái tình cảm vô cùng nồng ấm, thiết tha của người Việt Bắc đối với người cán bộ cách mạng về xuôi. Ở đây chúng ta có thể thấy là lời hỏi của người ở lại với người ra đi, nó chan chứa, nó chất chứa, nó thể hiện ở trong đấy biết bao nhiêu nỗi niềm, biết bao nhiêu băn khoăn, và rất là mong những người ra đi đừng bao giờ quên, khắc sâu trong lòng những kỷ niệm đối với những ngày kháng chiến 15 năm thiết tha và mặn nồng. Và người ra đi dường như thấu hiểu cái tình cảm của người lại, cũng đáp lại để cho người ở lại yên lòng, an tâm. Đấy là cô vừa đi vào hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu về 20 câu thơ đầu của đoạn thơ 90 câu thơ trong đoạn thơ Việt Bắc trong sách giáo khoa. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây tạm dừng. Cô chúc tất cả các em an toàn, khỏe mạnh, luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe bài giảng của cô, và chúc tất cả các em luôn luôn chăm chỉ cố gắng học tập, và hẹn gặp các em ở trong những tiết học sau. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em.